tuần qua tại Bắc Kinh, thì đại diện 21 quốc gia châu Á đã ký một bản ghi nhớ về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, gọi tắt là AIIB. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB có vốn điều lệ 100 tỷ đô la và vốn đăng ký ban đầu là 50 tỷ đô la. Trung Quốc sẽ là cổ đông lớn nhất của AIIB và trụ sở của ngân hàng này đặt tại Bắc Kinh. Theo bản ghi nhớ, AIIB có chức năng cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Các thành viên tham gia sáng lập gồm Trung Quốc, Ấn Độ, một số nước Trung Đông và ASEAN, trong đó có Việt Nam. Dự kiến AIIB sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2015. Thông qua ngân hàng AIIB, chúng ta sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức đa phương, thu hút khu vực tư tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng bằng các hình thức như hợp tác công tư PPP. Nhu cầu thu hút đầu tư vào nước chúng tôi cũng giống như khu vực rất lớn. Vì vậy, chúng tôi rất mong chờ vào hiệu quả của ngân hàng AIIB. Các chuyên gia cho rằng việc thành lập ngân hàng sẽ giải quyết được vấn đề thiếu hụt nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại một số quốc gia châu Á.